Rồi tiếp theo là 2179, 5 cây hồng ngọc mai 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Đó, cây nào cũng có bông hết trơn đó nha. Đó, trái keo Mỹ Tiến nè quý vị thấy không? Đó. 5 cây nha quý vị. Bông của nó chà bá lửa luôn nè, cái tay tôi nè. Đó, đứng lên quay luôn. Nè. Ra bông và đậu trái luôn nha quý vị. Đó. Nha. Rồi anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha quý vị. 4 cây còn cây nữa. Cây này là cây số 5 nè. Nó đang ra bông nữa nè. Bông quá trời bông luôn nha quý vị. Rồi tổng cộng là 5 em. 300k bao ship toàn quốc luôn. Quen ship code lạ chuyển khoản nha. Rồi xuống luôn đi Bi ơi. Lô lô khác lên.